kinh doanh tiệm nail cần tránh những sai lầm nào là điều được rất nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay. Điều này là hoàn toàn đúng đắn, bởi biết được những sai lầm này mà tránh thì khả năng mở tiệm nail thành công, đông khách lại càng cao. Và hãy để blog khởi nghiệp chia sẻ với bạn những sai lầm trong kinh doanh tiệm nail bạn cần tránh bạn nhé. Sai lầm khi chọn mua sản phẩm và không tìm hiểu kỹ. Kinh doanh tiệm nail, ngoài tay nghề vẽ ra thì việc lựa chọn và mua các bộ đồ trang trí móng, vệ sinh móng cũng cần phải chú trọng. Nhiều bạn lại coi nhẹ điều này và cứ rẻ là mua. Bạn cần biết rằng mỗi bộ sản phẩm làm nail sẽ có những cách sử dụng riêng, ưu điểm, nhược điểm riêng, chứ không phải tất cả sản phẩm đều giống nhau nha. Đều vẽ lên tay là sẽ đẹp. Sau đó, cách hiệu quả nhất để không mất tiền oang uổng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc là bạn hãy dành thêm một chút thời gian để tìm hiểu thật kỹ thông tin sản phẩm làm nail cũng như cách hướng dẫn sử dụng thật là cặn kẽ bạn nhé. Kinh nghiệm là điều tốt nhưng đừng quá ỷ lại rằng mình đã biết vì đôi khi điều đó sẽ khiến bạn mắc sai lầm. Trước khi bạn nắm rõ sản phẩm làm nail, cách thức sử dụng, thực hiện bài bản thì khi đó bạn mới dễ dàng xử lý các lỗi phát sinh khi làm nail cho khách hàng một cách nhanh chóng và tạo được sự tin tưởng hơn ở khách hàng. 2. Sai lầm khi chưa biết gì về nghề. Nhiều bạn đi làm nail ở tiệm xong thấy người ta làm dễ mà thu nhập lại cao thì hứng lên về mở tiệm nail trong khi chưa biết gì về nghề nail cả. Đây là sai lầm cần tránh nếu bạn muốn kinh doanh tiệm nail thành công. Trước khi bạn có nhiều vốn hoặc là lão làng trong việc kinh doanh thì hãy nghĩ đến việc mở tiệm nail mà không biết làm nail bạn nhé. Còn với những bạn mà vốn ít thì lại càng cần phải đi học nghề làm nail sao cho chuyên nghiệp rồi kết hợp với kiến thức kinh doanh của mình thì hãy mở tiệm nail. Bởi thứ nhất, ngay khi mở tiệm nail, lượng khách hàng ít mà có thể chưa cần phải thuê nhân viên mà tự mình làm cho khách. Có đó biết khách hàng họ muốn gì và cần gì, mà tự mình làm thì lại càng cẩn thận, xây dựng được uy tín nơi khách hàng. Thứ hai, khi biết về nghề, có thuê nhân viên cũng yên tâm hơn vì mình có thể đánh giá được nhân viên, tay nghề ở mức nào. Thứ ba, khi mở được tiệm nail có uy tín, bạn hoàn toàn có thể tuyển học viên để có doanh thu đào tạo mà lại có nhân viên phụ việc. 3. Sai lầm khi không chăm sóc khách hàng. Sai lầm khi mở tiệm nail này có thể không khiến bạn thất bại nhưng lại khiến bạn mất đi những mối khách quen. Blog khởi nghiệp đồng ý với bạn, nếu bạn làm nail đẹp, chất lượng thì khách hàng sẽ quay trở lại mà có khi không cần bạn chăm sóc. Nhưng đó trong điều kiện hoàn hảo, khách hàng chỉ đi làm nail ở tiệm của bạn. Còn hiện nay, tiệm nail offline làm nail tại nhà mọc lên nhiều như nấm sau mưa. Mà không chăm sóc khách hàng tốt thì họ sẵn sàng bỏ bạn mà đi. Vậy nên để tránh sai lầm này khi kinh doanh tiệm nail, bạn sẽ xin thông tin của khách hàng như là ngày tháng năm sinh, số điện thoại, rồi thường xuyên cập nhật cho khách hàng những mẫu nail mới đẹp, sinh nhật khách để có thể chúc mừng hoặc là tặng một lần làm nail, đảm bảo thì không khách hàng nào có thể quên được tiệm nail của bạn. 4. Sai lầm khi bỏ qua mảng quảng cáo. Do kinh doanh cái gì mà lại không cần quảng cáo cơ chứ? Bạn cũng biết điều đó phải không nào? Nhưng mà sai lầm mà blog khởi nghiệp muốn nhấn mạnh ở đây là bạn lại chỉ làm mạnh lúc mới khai trương, mới mở quán, còn sau đó thì lại bỏ bẵng đi. Có thể bạn không có thời gian hoặc là bạn chủ quan cho rằng khách cứ đến một lần rồi sẽ đến lần thứ hai. Khách đi qua đường là nhìn thấy tiệm nail của bạn, cần gì mà phải quảng cáo. Sai lầm khi mở tiệm nail này nếu mà không tránh là sập tiệm như chơi. Nghe này, quảng cáo không nhất thiết phải bỏ quá nhiều công sức hay là tiền bạc đâu bạn nha. Blog khởi nghiệp chỉ qua cho bạn một số hình thức marketing không đồng sau đây. Thứ nhất, lập fanpage và đăng tải hình ảnh, video làm nail hàng ngày. Thứ hai, lập kênh YouTube đăng video vẽ nail cho khách. Thứ ba, lập hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm mở tiệm nail hay là chăm sóc móng, cập nhật xu hướng cho khách. Và chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng mà hiệu quả cao không ngờ đấy các bạn nhé. 5. Sai lầm khi xem thường đối thủ cạnh tranh. Sai lầm cần tránh khi mở tiệm nail cuối cùng mà blog khởi nghiệp muốn nhấn mạnh chính là việc xem thường đối thủ cạnh tranh. Không ít bạn mắc phải điều này. Chủ quan là điều tối kỵ trong kinh doanh bạn nhé. Không biết có bao nhiêu tiệm nail xung quanh bạn, không biết các tiệm nail khác họ đang sáng tạo ra những bộ nail mới nào, giá cả họ đang làm cho khách là bao nhiêu, lượng khách đến các tiệm nail đấy có đông hay không. Thương trường là chiến trường, vậy mà bạn không tìm hiểu về đối thủ cạnh tranh thì làm sao mà biết cách họ thu hút khách hàng đến với tiệm nail của mình được. Nếu như bạn nghĩ bạn chỉ cần nhiệt tình, bạn vẽ đẹp hết sức mình là được, nhưng mà chưa đủ đâu nha. Trên đây là 5 sai lầm trong kinh doanh tiệm nail nhất định bạn phải biết mà tránh bạn nha. Đây là kinh nghiệm của rất nhiều chủ tiệm nail, thất bại có, thành công có, đúc rút lại rồi. Bạn chỉ cần nghiên cứu và tránh đi cho mình là được. Chúc các bạn sẽ mở một tiệm nail thành công bạn nhé!
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Blog Khởi Nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé!